Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua hoạt động xúc tiến thương mại số không ngừng được đẩy mạnh, luôn đổi mới nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, giao thương và xuất khẩu. Đây được coi là tiền đề để các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2024 tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường, mang lại những kết quả thực tiễn, củng cố niềm tin và tạo đà cho doanh nghiệp. Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các sàn thương mại điện tử, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Alibaba mở gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba với mục đích quảng bá sự đa dạng của sản phẩm Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời nâng cao uy tín cho các doanh nghiệp và thương hiệu trong nước, nâng cao nhận thức về chất lượng của sản phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu, thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế và giúp khách hàng toàn cầu hiểu rõ về các sản phẩm và doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Điển hình gần đây là việc lựa chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Các doanh nghiệp tiêu biểu được đánh giá dựa trên 14 tiêu chí, bao gồm chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, trình độ thương mại điện tử, tiềm năng xuất khẩu, quy mô kinh doanh, phân bố địa lý, v.v. Trong thời gian qua là Bộ Công Thương giao cho Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối và đã phối hợp với Alibaba và những nền tảng thương mại điện tử khác tổ chức tập huấn đào tạo, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể là có được cái kiến thức tốt hơn, thực hành tốt hơn, hiệu quả hơn những cái hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trên những nền tảng thương mại số. Qua quá trình đào tạo thì chúng tôi đã chọn được là 100 cái doanh nghiệp mà có cái sản phẩm tốt nhất để mà giới thiệu với cộng đồng thị trường thế giới trên cái gian hàng quốc gia Việt Nam ở trên nền tảng thương mại Alibaba. Nằm trong top 100 doanh nghiệp tiêu biểu của gian hàng quốc gia Việt Nam, với sự hỗ trợ của Alibaba.com, doanh nghiệp này nhanh chóng thâm nhập vào 7 quốc gia, ghi nhận mức doanh thu 150.000 đô la Mỹ từ thị trường quốc tế trong năm đầu tiên và mong muốn mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động thương mại và củng cố vị thế cạnh tranh. Sau khi mình tham gia sàn thương mại điện tử Alibaba.com thì doanh nghiệp của mình rất là may mắn đã tiếp cận được rất là nhiều cái khách hàng đa quốc gia khác nhau và mình xuất khẩu ra được 7 quốc gia ngoài Việt Nam ra, và cũng từ đó mình nâng cấp được cái khả năng sản xuất của mình và cũng nâng cao được cái năng lực của doanh nghiệp của mình. Đối với những doanh nghiệp đang có suy nghĩ về chuyển đổi số, về thương mại điện tử và đặc biệt là về xuất khẩu thì mình khuyên là hãy lên cái nền tảng Alibaba.com để mà tìm hiểu rõ về cái sản phẩm của mình sẽ kinh doanh trên đây ra sao và hiện tại là những quốc gia khác họ đang kinh doanh sản phẩm này ra sao, để mình biết được cái vị thế của mình, để từ đó mình có thể ra những cái chiến lược phù hợp khi mình tham gia cái sàn thương mại điện tử này. Gian hàng quốc gia Việt Nam là nơi trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời là nền tảng chiến lược để các doanh nghiệp tiêu biểu kết nối với người tiêu dùng toàn cầu, từ đó tối đa hóa tiềm năng thị trường quốc tế. Các nhà cung cấp Việt Nam được chọn cho chương trình không chỉ được hiển thị trực tuyến thông qua gian hàng quốc gia Việt Nam mà còn được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo và các hỗ trợ khác trong việc xây dựng và nâng cao hồ sơ kinh doanh của họ trên Alibaba.com. Chúng tôi có những cái sự hỗ trợ từ phía ban đầu, đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ họ sử dụng cái nền tảng của Alibaba một cách tốt nhất để tối ưu hóa hiệu quả của doanh nghiệp, cũng như là hướng đến việc doanh nghiệp của họ có thể xuất khẩu ra nước ngoài một cách thuận lợi hơn nữa. Vì vậy, tiếp theo chúng tôi sẽ có một loạt những cái chương trình đào tạo, những cái công cụ hỗ trợ để sử dụng Alibaba. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể cung cấp trên nền tảng của Alibaba toàn cầu những cái report, báo cáo, số liệu để cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể biết được những cái thị trường nào ở trên thế giới là thị trường tiềm năng, những thị trường nào là thị trường thuận lợi để họ có thể tiến hành xuất khẩu. Hiện tại thì cái xuất khẩu qua Alibaba của công ty cổ phần Cảm ơn Mê Trang thì nó chiếm một lượng hiện tại đang là đáng kể trong cái thị phần mà chính mà công ty đang xuất khẩu qua nhiều kênh, và hy vọng trong tương lai thì Alibaba sẽ là một trong những đối tác để hỗ trợ cho Mê Trang xuất khẩu nhiều hơn nữa. Thông qua chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiết kiệm được chi phí, rút ngắn khoảng cách và thời gian, tăng tốc độ giao dịch và xử lý đơn hàng, tăng phạm vi và số lượng tiếp cận thị trường, khách hàng tiềm năng, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu của cả nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động đã cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số như một chất xúc tác cho hoạt động kinh doanh, việc tham gia vào các nền tảng thương mại điện tử quốc tế mang lại những lợi thế đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường mà còn là bước đi quan trọng để đối mặt và tiến tới thành công của doanh nghiệp trong môi trường thương mại toàn cầu luôn biến động không ngừng.